Hướng dẫn anh em cách tháo chiếc màn của Toyota Vios đời 2021 nha các bác nhá. Đây, anh em dùng một cái tô vít, em cậy cái này này. Đấy, anh em giật thẳng ra nhá. Đây nó sẽ có chốt ở theo cái rìa này đi này. Đấy, anh cứ bậy vào đây là ra này. Đó. Xong, bên này làm tương tự. Đấy, ở trong màn nó sẽ có 4 con đốc này, 2 con đốc ở đây, 2 con đốc ở đây. Tương tự. Anh em chỉ cần một cái cậy nhựa thôi và một con tu vít là anh em có thể tháo ra cái bộ này ra. Đó. Ở đây nha. Anh em thấy không? Nó sẽ có ốc này. Một con ốc này. 2. Mỗi bên sẽ 4 con ốc nhá. Đấy. Anh em tháo hết 4 con ốc này, anh em giật thẳng này ra là nó ra được. Chúc anh em thành công nhé.